Mình nấu ăn mình hay vô trong cái internet để mình search. Thì trước đó mình hay search, chứ bây giờ thì mình quen rồi, đọc riết rồi mình nấu ngày rồi cũng quen. Nhưng mà chị nha, có nhiều sai lắm. Nhưng mà mới đầu thì mình hay thích cái sai này, phù du cúc. Mình vô Google rồi mình mới đánh chữ phù du cúc bút. Đây, thế là mình có thể lít trên search, nhưng mà ở đây có sẵn cái chữ là phù du rồi nè, phù du cúc bút ha. Cái mình mới lít vào này, cái này thì nó ra nguyên một quyển sách. Thì bây giờ mình muốn làm mì Quảng thì nó gọi là những món hủ tiếu mì. Mình vô cái phần số 5. Các món bún phở hủ tiếu mì thì mình đi tìm mì Quảng 2, đó là phần số 8 của ở chỗ các món bún phở hủ tiếu mì nó có mì Quảng 2. Mình click cái ô mì Quảng 2 thì nó ra đây là cái loại mì Quảng mà mình thích nấu. Nhưng mình không có nấu giống như vậy. Ở đây người ta cho nhiều thứ lắm, thí dụ như chả cá rồi đồ hải sản đủ thứ hết á. Nhưng mà mình không thích cho nên mình sẽ bỏ bớt. Bên đây là hủ tiếu, đây là mì Quảng, đây nè, đây là mì Quảng 2 ở Phù Du Cúc Búc ha. Đó thì đọc những cái thứ này và mình cảm thấy là nó nhiều quá, too much trong gia đình mình nên phải bỏ bớt. Đó thì các bạn nhìn thấy quyển sách Phù Du Cúc Búc này, ngay ở cái trang đầu có rất là nhiều nhiều mục lục. Mình có thể vô cái phần cuối này để cái trang trước này. Đó, hoặc là vào chương nè, hoặc là mục lục ngay đây nè ha. Mình bấm ngay mục lục thì nó có tất cả là có 12 cái, nó gọi là các món nấu bằng thịt heo, tùm lum món món xôi chè cũng có nè, loại bánh, các loại bánh cũng có nè. Và các món đó thì mình cứ muốn nấu cái gì thì mình click on đó hả. Ok rồi đó, cho nên hay dùng cái computer là vậy đó. Hôm nay mình trước khi nấu ăn mình đã repair dọn nguyên cái bếp của mình rất là sạch sẽ, tại vì mọi khi nó quá là messy. Thì hôm nay mình dọn sạch sẽ để mình chuẩn bị nấu cái món mì Quảng của mình. Nó đi một vòng tham quan cái bếp hôm nay nó không có còn messy nữa, nhưng một chút nữa nấu thì nó sẽ messy again. Đây là những cái món mà mình đã chuẩn bị sẵn cho món mì Quảng. Đây là phở phở khô á, mình lấy ra mình ngâm với lại bột nghệ chừng vài tiếng thì nó sẽ ra cái màu đẹp như vậy. Thì mình mới vớt nó ra rồi mình cất đi, mình để khi nào mình dùng mình cất vào tủ lạnh, khi nào mình dùng thì mình sẽ luộc lên ha. Và đây là rau tí tô, giá, đậu phộng, lát mình sẽ bỏ vào microwave, không có rang. Bây giờ cái cách nấu ăn là đơn giản lắm, không có như ngày xưa cực khổ lắm. Củ đậu, hành, tỏi, lát nữa mình sẽ thái, mình sẽ bào củ đậu ra và mình thái nhỏ như hạt lựu vậy đó. Còn đây là cái gói gia vị nấu mì Quảng Phan Thiết. Gia vị này rất là ngon. Ở trong cái recipe họ nói là phải nấu tới 2 gói lận. Tùy theo mình cảm thấy mình ăn như thế nào, coi cái vị mình nêm nếm ngọt như thế nào thì mình ấy. Còn đây là thịt ba rọi, mỡ nhiều lắm á nha. Khi xào nhớ xào cho kỹ, cho lâu để cho nó ra bớt mỡ ha, không được nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Ở đây có 2 trái chanh mình hái ở ngoài cây của nhà mình đó. Và đây là một con gà luộc, mình đã luộc từ ngày lọt xong rồi, từ ngày hôm qua mình cất tủ lạnh. Rồi, hành ngò và bánh tráng mè, bánh đa, bánh tráng mè, để coi làm ở đâu. Product of Việt Nam, Việt Nam. Đây, có nhiều mè không? Đó. Bánh tráng mè, bánh đa, lát nữa mà đó nữa mình nấu xong thì mình sẽ bỏ microwave ha. Cái bánh tráng cũng bỏ microwave, bỏ vào microwave thì tự động nó nướng nó chín. Còn đậu phộng á,
thì mình bỏ vào lò nướng ha. Lò nướng mình bỏ vào cái khay, mình sẽ bỏ vào cái khay, bỏ cái phộng ra rồi mình bật bếp lên đó. Rồi là mình đã có nướng. Còn thịt này á thì sẽ thái nhỏ ra, thái chỉ hạt lựu xào xăng lên với lại củ đậu ha. Recipe thì đọc ở trong Phù Du Cookbook rồi, ai muốn làm cái gì á thêm bớt tùy ý mình, ngon hay ngọt ngọt do mình nếm ha. Rồi đây là chị giới thiệu sơ sơ về những thứ cần để nấu mì Quảng. Nhớ là đây là cái những cái loại bánh phở khô nó nằm trong gói thì mình lấy ra mình ngâm với lại bột nghệ vài tiếng thì nó được cái màu đẹp như vậy. Ngoài chợ có bán sẵn nhưng mình không thích mua, cái gì cũng thích tự làm hơn, tự làm thì nó đẹp và nó ngon. Đó là mình đã chuẩn bị. Và sau khi mình giới thiệu sơ sơ thì mình sẽ bắt đầu tay vào làm bếp hả. Đó, đi tham quan một vòng cái bếp. Hôm nay mình đã bỏ công ra mình dọn sạch sành sanh sau khi đi làm về ha. Rồi rửa biết bao nhiêu là chén bát. Quên không nói, trong cái đó cần phải tôm nữa đó, tôm tươi. Cái tôm này mình mua là đã bóc rồi ở chợ Việt Nam. Cái này là product của Indonesia. Thức ăn bây giờ em cũng sợ lắm, chẳng biết mua ở đâu này là tốt cả. Lát nữa mình sẽ xào tôm này lên với lại cũng với cái gói đó đó. Recipe khi nào mình làm mình sẽ nói. Mình ha, hôm nay dọn sạch sẽ lắm rồi đó. Không có đẹp như nhà người ta nhưng mà cũng gọi là gọn gàng, không như mọi khi quá là messy hả. Đó. Trước khi nấu đã chuẩn bị tùm lum rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt đi. Ô, quên không nói nhắc lại, mình có một cái nồi nước dùng nấu từ ngày hôm qua, nước dùng gà đó. Đó, để lát mới chuẩn bị nấu, khi nào nấu tới cái gì mình sẽ nói. Ok, phải trải qua rất là nhiều thời gian để mà bầm bầm nè, xào xào nè, nấu nấu nè thì mới thành món ăn ha. À, xào xào bầm bầm nấu nấu, có cả computer để ở ngay cái bếp để mà đọc mà công thức nữa nếu quên. Chứ nó nằm ở trong đầu mình rồi, mình quên thì mình vô mình đọc lại. Ok, bây giờ thì mình tắt đi, bắt đầu mình sẽ cắt thịt nè, cắt thịt ba chỉ nè, sải xào với lại hạt lựu này nè ha, cái hành tỏi. Rồi ok, lát nữa gặp lại. Mình thích nhất là cái bánh phở này nè, ngâm với bột nghệ cái nó ra cái màu xinh xinh ha. Sau khi nấu món này, mai mốt mình ăn xong cái xôi nếp thang thì mình sẽ nấu tiếp tới cái món gọi là xôi gấc. Mình sẽ quay ha. Thật sự là mình biết là ai cũng biết nấu ăn hết á, nhất là thời buổi này internet đầy dẫy lên và mọi người không có ai giấu nghề như hồi xa xưa nữa, nên người biết nấu ăn rất là nhiều. Chỉ có chịu khó là được à, còn không chịu khó là không có ăn. Ok, mình cứ thích cái màu này, chỉ thích cái màu này thôi. Bye ha.